Chào các bạn, chúc các bạn một ngày an lành và vui vẻ. Mời các bạn cùng ăn bữa với mình này. Bữa nay mình hái bữa hôm cuối tháng 11 đó. Đến bữa nay là gần 3 tháng rưỡi rồi. Trái bưởi lâu hư lắm các bạn ạ. Mình để 3-4 tháng là chuyện bình thường. Hắn hư trắng lắm á, mà vì cái đen á và các bạn thành thấy vàng rồi á. Nhà bên này tô vỏ nữa nè, mà mình gọt rồi cắt sẵn để nấu một bữa chai bưởi ăn. Chắc ăn lần bữa ni rồi là lâu lắm các bạn, lâu mới được ăn lại đó, là vì trận bão tuyết vừa qua đó. Rất là buồn luôn á. Nếu mà cây mang sống lại thì cũng 3 năm sau mới có trái làm các bạn á, vì mất sức. Mà nếu chết á, thì mua cây về trồng lại cũng phải 2 năm mới có trái ăn ngon được. Cho năm đầu cũng dở lắm. Nhiều khi trái bưởi 2-3 năm đầu mà còn dở nữa. Đó. Nhưng mà chứ thua trời thôi chứ làm sao. Mình nghĩ là không phải riêng mình mà chắc các bạn cũng vậy. Ai ở Houston, Texas thì chắc cũng giống như mình thôi. Cây cối nhìn ra ngoài vườn là thảm lắm luôn á. Các bạn biết không, khô cây héo lá vẫn đứng sừng vậy á. Mình trong vườn mình thấy cây ngọc lan. Mấy cái cây nặng nhất á là cây ngọc lan, cây trắc ngọt, trắc chua, cam, quýt, bưởi, khế, cóc, mía là mấy cây nở nặng nhất. Còn mấy cây sung của mình á, thì cũng tầm tầm. Cái cóc và cây sân sâm nữa các bạn, chết trùi mình nha. Thì đó hồi hẳn còn lên lại nhưng mà chậm lắm. Nói chung cây gì cũng nếu mà sống lại thì rất là yếu ớt, mà còn chết thì phải trồng cây khác, mà chứ lớn tuổi rồi không biết các bạn thì sao, cho mình hết làm nổi rồi đó. Chết lại từ từ rồi thuê mẹ rồi làm, cho còn mình đâu còn làm nổi. Trước đây trong cái vườn mình là một tay mình trồng thôi, còn chứ là chịu rồi. Thôi thua trời thôi phải không các bạn? Trời ơi, cái bưởi của mình trái nhiều lắm các bạn á. Chứ mình cắt đây là 3 trái này, 12 miệng này. Mình còn là 4 trái nữa, và ba bạn cho mình 3 trái nữa. Ba cũng chết hết. Mình nghĩ vườn ai chắc cũng giống vườn mình. Nếu là có greenhouse vào trong cái chậu đem vô đem ra, nhưng mà trong cái chậu thì trái có bao nhiêu đâu. Chỉ trồng giữa đất thôi, mà khi trồng 1-2 năm đầu trái bưởi ăn cũng ngon lắm đâu các bạn. Càng về sau ăn mà ngon. Bưởi mình là giống bưởi Biên Hòa đây. Buồn quá luôn, thua trời thôi chứ phải ăn các bạn. Ai hại ăn hư, trời hại mày hư. Thôi buồn quá tâm sự vậy thôi. Thì chào các bạn nha. Rất buồn luôn á. Ra nhìn cái buồn, cái vườn cây là thấy buồn quá. Thôi chào các bạn, mình dừng clip đây nha. Bye.